ở sớm giờ luôn phải không? Đấy, 704K đó nha các bạn. Gai cao luôn. Nó là gai cao không à. À, đồng này đồng Tăng Thành, Tăng Hồng, Đồng Tháp nha. Trời ơi, mưa nữa rồi. Xui chứ gì. Thiệt tình. Đâu rồi? Đây, lộ diện 704K, máy V3800 nha các bạn, 16 van, không có turbo. Rồi, tới luôn rồi. Đây, ông mưa tới luôn rồi, bác tài mặc ông mưa lái luôn. Thiệt tình. Giờ ngừng lại quay được tí xíu. À, V3800 này là chung máy với 9540 với mấy máy cắt 93, 95, 105 rồi đó nha các bạn. Tăng Thành A. Tăng Thành A mình cũng gạch nó mình đi còn lộn cái tối này thấy đây bạn Tăng Thành A qua khỏi cầu rồi. Sớm này sửa chở tắc 2. Đâu mà mưa lắm nhách tờ. Nắng rồi sớm giờ mà chú. Nắng rồi sớm giờ luôn phải không? Vừa ngừng lại móc máy rồi quay lỗ mưa luôn rồi. Đây, mưa lớn rồi. Đây, tiếp tục luôn, mặc áo mưa quay luôn. Dầm mưa luôn nha các bạn. Đấy, gai cao. Gai cao này thì cũng có chỗ người gọi là gai 7 đó. Do cái gai nó hình số 7 á. Trời mưa này chạy mát máy luôn. Tỏa gió. Trời ơi gió. Chỉ đó 4508 hay gì ta. Rồi 4508 nữa kìa. Tiếp tục. Đây, dàn sớ này không biết có ai bên này chắc ở đây. Tiếng đạt quá. Mấy 704K này thì của Trung Quốc rồi, nó cũng có dòng 954K nữa nha các bạn. 954K đó là 95 mã lực đó. Còn nó cũng khủng long dữ lắm. So ngang là con này so với 7040, còn 954K kia là so với 9540 ở mình đây đó. 9540 Thái với Nhật rồi đó. Đồng này thì này là ba vụ trên kia có người ta xạ gọi trên kia kìa. Xào luôn, hy sinh luôn, đứng mưa quay luôn. Lỡ rồi đó, cái đầu ga nhìn như trái chôm chôm. Xe quá khỏe các bạn, đất này không có lúng. Đất bên này đa số là đất cát không à, ít có bị lúng lại lắm. À, ngược mưa, cái đầu nước mưa nó văng vô cái ống kính. Mình phải ngắt quãng mình lao hoài à. Đang chùm bọc cho nên nói chuyện có thể là nghe nó hơi nhỏ nha các bạn. Đây, nấp qua được cái góc bên này nó cũng đỡ mưa nó xíu nè. Nhưng mà dân mày ướt máy luôn rồi.
Chéo ngoảy lái luôn. 704K không turbo thì 72 mã lực, có turbo thì trên 9540 lên tới 95 mã lực. Trên máy cắt 1.5 mình lên tới 1.5 mã lực. 16 van nha các bạn, là 16 cây xúc bắp đó. Là hai van nạp, hai van xả đó. V3008DI. Nếu mà có chữ T ngoài sau là có turbo. Chà, trời mưa này sớ cũng mát thiệt, nhưng mà mưa nó dính người tùm lum hết. Con 4508 thì dưới kia đang đắp bờ, bên kia con Yanma này, muốn Yanma ma máy đây 514 hay gì đó, đang chạy sớ rồi, sớ bên lòng. Mưa rồi, mưa này lỡ hạn với mấy bạn Tân Hồng rồi nha. Trời ơi, mình vừa qua tới đây mưa luôn, hết biết. Kiểu này để đi về luôn, quay con này xong đi về luôn. Cái ổi, ổi không, trái không. Nói chung trời mưa này đứng quay ngoài mưa nó cũng không hay lắm. Do gặp gai cao nè, vẫn quyết quay cho bằng được. Tấn Đạt á, nó gì là ba con, xung quanh đây là ba con, 4508 rồi đây, ấp bờ. Hồi nãy mưa gì chưa, mưa gió thổi chạy xe không được luôn, chạy lề bên đây mà ông thổi bơi qua lề bên kia luôn. Cũng hên là cái ô sớ này nó nằm cặp đường nè, chứ nếu nằm sâu sâu ở trong là cũng bó tay luôn, không vô quay được đâu. Cái mái che nó là hai cái thanh chống, nó hai thanh chống thẳng nha, nó khác thằng 7040. Cái mái che này, nó vuốt thẳng luôn chứ nó không có lượn như 7040 hoặc 6040. Nhìn, nếu mà nhìn thì đánh giá chỉ có mình con 9540 nhìn là đẹp nhất. Khủng nhất luôn. Thế vậy 9540 nó nặng có 2 tấn mấy à. Nó nặng hơn 6040, hình như là có mấy trăm ký á. Ổi nữa, ai ăn ổi không? Trời mưa này ăn ổi, coi gà trái không. Ổi này thấy gì chín ăn không được, chín nó bị đục hết trơn, sâu qua mấy con gùi được. Ôi trời, đang quay máy mà, đang quay máy cài mà. Đây lộ diện rồi, tiếp tục bám đít. Đây các bạn đến tới kênh mình là được nghe chém gió không giới hạn luôn. Hy sinh luôn, hy sinh đứng mưa quay luôn. Mình đứng mưa, lúc mùa mưa tới bây giờ là không biết nhiêu lần rồi đó. Đứng giữa đồng không đó, chứ không phải đứng thường nữa. Cũng nguy hiểm lắm nhưng mà cũng cố gắng. Cố gắng gắn tí xíu.
chứ không dám cố gắng nhiều. Tài lái trái ngoảy khỏe ghê, này cầm nước thuốc Vivu nữa, ấm áp luôn à. Mưa nha các bạn, cho nên hạn chế di chuyển góc quay. Quay chết góc này à, cũng thấy hơi chán rồi nè, thông cảm nha. Nó ăn ổi nữa rồi đó. Ủa hào hả ba, sông hào hả? Nãy giờ quên ý cái tem đó. Hào coi sông hào An Giang. Rồi tới đây nha các bạn. Được rồi. Đang thui bên kia dồn qua nữa kìa. Không ổn rồi, này mình phải rút mà được. Thôi kẹt mưa này là mệt lắm.